Một chiều nào bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay ra đó tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lòng rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sau đến khóc bên bờ. Những phiên đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng trí dô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Vâng, xin kính chào quý vị. Clip ngày hôm nay em lại quay giới thiệu đến quý vị một cặp loa toàn giải kiểm âm của Aroton. Con này là con 5C các nhá. Và một cặp loa toàn giải của Nhật, Toshiba. Con này thì dòng loa cổ có cái căng căng cước ấy. Con này thì nó hơi tiếc chút xíu là có chiếc bên này nó hơi bị rách một chút xíu ấy. Bên này thì đẹp. Con này thì em cũng đã tháo ra rồi để cho quý vị xem cái phần phần cũ của nó. Còn cặp kiểm âm Mỹ Aroton 5C, vỏ gỗ rất là đẹp, còn đầy đủ cả lưới căng, cả logo nhá, logo Aroton này. Các bác đang xem kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các mặt hàng nhé. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết báo giá cho quý vị hai cái cặp loa trong cái video clip ngày hôm nay. Đầu tiên thì đây là cái cặp cặp toàn giải của Toshiba các nhá. Đây là cái chiếc bên này thì em đã tháo ra rồi. Đây là cái nắp đằng sau nhá. Quay cho quý vị từng chiếc một nhá. Nắp của nó còn rất đẹp. Đây là cái phần tem này. Toshiba. TSS45A nhá. Model của nó là TSS45A, công suất là 20W, 8 ohm, made in Japan. Đây là phần lắp phần lắp đằng sau. Còn đây là bông tiêu âm nhé. Bông tiêu âm là nó sử dụng cái bông thủy tinh. Nó có cái túi được chắn đây rồi. Nó không bị bụi cái bông này ra. Cái bông này rất là độc hại nhé. Anh em nếu mà có tháo ra của cái loa nào đó thì anh em phải nhớ đeo khẩu trang vào. Còn đây là chiếc thứ hai. Đây tem Toshiba nổi phía anh trước nhé. Sẽ lật nó lên để quay cho quý vị cái cả hai chiếc đó. Đây là phần phần mặt trước của cái cặp loa Toshiba. Con này thì là một con toàn giải 16 cm. 16 cm các nhá. Thùng quách các thứ thì còn rất là đẹp. Căng cước cổ chiếc bên đây thì ok. Cái này thì vết bẩn không nói gì rồi. Còn bên đây thì nó bị rách mất một cái vết như này. Cái này anh em về khéo tay lấy cái sợi cước thật nhỏ, anh em khâu nó vào là nó lại đẹp ngay. Đó. Còn nếu anh em thích thì mình mua cái vải căng mới ấy. Cái vải họ bán rất là nhiều ở trên mạng ấy, họ bán những cái căng căng của dòng Dilaco với cả dòng AR ấy. Anh em bắn cái lưới mới vào nhìn nó đẹp hơn.
Đấy, còn nếu mà thích chơi kiểu cổ điển thì anh em cứ để nguyên. Đó. Thiết kế con này thì nó rất là mỏng. Đấy, chiều rộng của nó thì khoảng tầm 35 cm nhé. Đấy, còn chiều cao tầm 40. Đó, các bác nhá. Đấy, còn chiều sâu của nó thì nó rất là ngắn. Con này thì chiều sâu khoảng tầm 13-14 cm. Đấy. Đây, quay luôn cái phần đằng sau cho quý vị này. Đấy, quay luôn phần đằng sau cả hai chiếc nhá. Chiếc này thì nó cái lắp sau rất đẹp rồi. Ở đây tổng thể của chiếc bên phải này, và cái củ loa của nó em đã tháo ra nhá. Đấy, chiếc tem bên đây cũng vậy nhá. TSS45A nhá, 20W, 8 ohm main Japan. Ở đây là phần củ loa toàn giải của nó này. Đó, tất cả đều nguyên sơn keo ở trên trên thân ốc nhá. Cái này thì em cũng không có tháo ra nữa, bởi vì là nó nguyên sơn keo này thì thôi bỏ, không tháo làm gì. Đó. Con này thì Toshiba SP16 S16S1B cấp nhá. Đấy. Trong đây thì nó lại ghi là 10W. Chắc là maximum ở ngoài này đó là 20W. Đó, nên đây là ghi là 10W 8 ohm mà. Đó, đây là dây zin của nó nhá. Đó, dây zin của nó đây. Đó. Dạo này thì nói chung là những anh em nào nghe điện than bằng cối, hoặc anh em nói chung là chơi những cái dòng nhạc G75 đó thì phù hợp, không thích hợp với cả những anh em mà ưa nhạc mạnh nhé. Em xin nhắc rõ để quý vị được biết, bởi vì những dòng toàn giải này thì công suất nó rất là nhỏ mà nó cũng không có nhiều tiếng bass đâu. Nói chung là nó chủ yếu về phần tiếng tiếng trung âm và tiếng lời tiếng ca sĩ thôi, chứ còn nhiều anh em lại cứ thích toàn giải nó bạo lực thì nó rất là khó đó. Trừ khi là một số cái củ nó công suất nó to một chút ấy, thì anh em lên những cái thùng ma trận thì nó sẽ tăng cường tiếng bass hơn, chứ còn những cái dòng cổ này và thùng zin của nó thì cái tiếng trầm của nó sẽ không có nhiều đó. Chiếc cái cặp Toshiba này thì Nam Khánh để cho quý vị giá là 1,5 triệu các nhá, 1,5 triệu rất là rẻ thôi. Đó, 1,5 triệu cho một cặp loa, phải nói là loa cổ mà còn như này thì cũng rất là ok rồi. Có một chút xíu lưới kia là nó hơi rách một chút xíu nhẹ đấy thôi, chứ còn đâu là tổng thể của nó thành quách các thứ thùng rất là ok nhá. Đó, đó. Các bác này nhìn lớp gỗ của nó rất đẹp nhá. Đó. Tất cả đều đẹp hết, trừ cái một vết rách lưới em cũng đã quay rõ để quý vị biết rồi. Cái lắp hậu cũng rất là đẹp luôn, rất là mới nhá. Đó. Giá 1,5 triệu cho cặp Toshiba. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972 451 489 các nhé. Em sẽ quay tiếp cái cặp loa Oraton của Mỹ, cặp loa kiểm âm nhỏ xinh. Con này thì nói chung là trên thị trường giá nó cũng khá là cao. Nhưng hôm nay thì em lên cho các bác một cặp này thì nó rất là vừa tầm tiền. Đầy đủ lưới căng nhé các bác nhé. Căng này nó là dòng căng mút. Đó, căng mút các bác nhé. Nó có nguyên cái logo ở đây. Đó, cái dòng này, dòng mút này thì nó nói chung là dùng nó hơi khó chịu tí, là nó bám bụi này. Đấy, nó bám bụi này. Và thỉnh thoảng nó sẽ bật bật ra những cái mút này. Đó, nó sẽ rung rung ra một chút xíu nhá. Đấy, máy trong này thì nó đẹp hơn này. Đó, nó không tiếp xúc mà. Còn bán ngoài này thì tiếp xúc và sờn nó bám một lớp bụi, nghiêng các bác nhìn nghiêng nó sẽ thấy cái lớp bụi nó bám vào trên cái lưới căng này. Nếu anh em thích thì anh em về đóng cái lưới bằng bằng gỗ thì bắn nó thụt vào trong này này. Đó, nó thụt vào một cái khe này. Đó. Thì là các bác dùng căng căng vải đen ấy, thì nó sẽ khuôn, nó sẽ đẹp hơn. Đấy, còn cái căng mút này thì nó nói chung là không được đẹp lắm. Đấy, còn đủ nguyên cả hai cái tem Auton nhá. Về cấu hình loa thì con này nó sở hữu là một bát 12 cm toàn giải các nhá. Đó, màng giấy, gân là gân mút, thùng quách thì còn rất đẹp. Đây, thùng quách. Quay từng chiếc cho quý vị nhá. Đó. Ở đây là phần đằng sau này. Con này là dòng của Mỹ, sản xuất từ những thập niên 70. Đấy, con này nó đời rất là sâu rồi. Ở đây là phần tem. Auratone này, Coronado này. 5C Super Show Cubi USA nhá. Đây là phần đánh dấu cọc loa này, đó, dòng 8 ohm, cọc âm bên trái và cọc dương bên phải. Cọc này là cọc bắp chuối thôi nhá, cọc bắp chuối anh em phải cắm chuối ở hai cái đầu dưới này. Đấy, còn sỏ dây vào đây. Đó. Và chiếc bên đây, chiếc bên đây cũng rất là đẹp luôn. Ở đằng trước này nó cũng có cái tem Auratone mạ vàng. Đó. Nó phun màu vàng chứ không phải là mạ. Đấy, đây là phần thành quách các thứ của cái chiếc bên phải nhá. Nói chung là con này thì rất là đẹp này, rất là ưng ý về cái
ngoại hình. Nói chung là chỉ có mỗi cái lưới của nó thì nó không được ưng ý lắm thôi. Anh em có thể về đóng lưới lại hoặc là anh em bỏ lưới ra, không cần thiết chơi lưới. Đó. Sẽ quay cho các bác cái số seri nhá. Số seri của con này là 3210138. Con này nó là 3210148. Đấy, như vậy con này nó cách nhau 10 số, 38 và 48 ấy. Đó. Có nhá. Đây thì nó vẫn có cái tem như bên kia thôi. Tem này thì nó in trực tiếp lên trên cái phần gỗ này nhá, các bác nhá. Đó, in trực tiếp lên phần gỗ, dùng cọc bắp chuối nhá. Đây là phần góc cạnh của cả hai chiếc. Đó. Còn rất là vuông vắn, rất là đẹp nhá. Cặp này thì Nam Khánh để cho quý vị với giá là 3,5 triệu. Và cặp này thì nó cũng nó là những cái dòng loa kiểm âm cổ của Mỹ. Cái này thì nó cho ra cái tiếng trung âm nó rất là thật. Rất là thật các nhá. Các bác có nhu cầu cái cặp này thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489. Em xin nhắc lại với các bác là cái con Auratone 5C này thì có giá là 3,5 triệu các nhá. 3,5 triệu. Em xin tạm dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp các bác ở cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn.